Kênh là TK Bonsai. Mến chào quý cô chú anh chị, đầu năm mới kính chúc quý cô chú anh chị dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Nguyễn Hòa, địa chỉ ở Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long, để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng hoa kiển bonsai để chơi ha quý cô chú anh chị. Giờ mình sẽ vào gặp anh Hòa, đến với cơ sở của anh để cùng giao lưu với anh ha. Rồi chào anh Hòa ơi. Dạ, mến chào quý bà con đang đến với kênh là TK Bonsai. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, nhà vườn bên em cũng có lên một clip để khai xuân với bà con mình ha. Hôm nay sản phẩm của bên mình gồm có là sâm trái, me thành phẩm, hồng ngọc mai và một số phôi trang nha bà con. Dạ, đầu năm mới thì cây kiển Nguyễn Hòa cũng xin chúc cho bà con mình được vạn sự như ý ha. Cơ sở của em là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại giao lưu của em với bà con mình là vẫn là số quen thuộc ha, 0907 819 572. Và số này em cũng xài Zalo luôn ạ. Rồi, em xin phép được vào cây số 1 nha bà con. Số 1 là một cặp sam trái ha. Sam núi trái. Đó, em đã ươm được 3 tháng rồi bà con. Rễ cám ra rất là mạnh vậy ha. Đó, một cặp trực lông lắc mã số 1. Rồi, em đo thẩm số cho bà con mình. Đo đại khái một cây thôi nha bà con, nó cũng như nhau thôi. Rồi, cây này nghe cái củ nở của nó là được 12 nha bà con. Đó. Chiều cao thì từ miệng chậu lên nó cũng khoảng 18. Đó. 18-19cm nha bà con. Rồi, mã số 1. Giao lưu với bà con mình một cặp sam trái ha. Dáng trực lông. Rồi, giao lưu với bà con giá 600. Em xin phép đổi cây. Giá này đã bao gồm phí ship luôn ha bà con. Tiếp theo là mã số 2. Đó, mã số 2 thì một cây dáng trực lắc ha, với một cây dáng đổ. Cây này thì, hàng này là nó cũng không gọi là mini nha bà con, nó cũng lỡ lỡ ha. Mini thì nó nhỏ hơn nhiều. Mini, hàng mini nó chỉ bằng cái viết bút lông nó chở xuống thôi. Còn hàng này thì nó to hơn nha bà con. Dạ. Cái chiều dài của cái cây đổ bên đây là được 25. Đó. Rồi cái củ nó ngay vị trí này cũng được 12 ha bà con. Rồi. Rồi cây trực lắc này thì cao được 18, củ nở cũng khoảng 11 12 luôn nha bà con. Cây này thì về bà con mình có thể vô dây liền cũng được, hoặc là đợi khoảng cỡ một tháng nữa vô dây cũng được nha bà con, cho nhánh nó lụa thêm ha. Sẽ giảm bớt cái vấn đề mà nó bỏ chi bỏ cành ha. Bà con nào có kinh nghiệm thì có thể vô dây sớm cũng được. Rồi mã số 2 giao lưu với bà con mình có giá cũng 600 ngàn luôn ạ. Giá này đã bao gồm phí ship. Em xin phép đổi cây nha. Tiếp theo là mã số 3. Lên đại khái cho bà con mình 5 cặp sam thôi ha. 5 cặp sam trái thôi. Mặt hàng này thì bên em còn rất là nhiều. Quý bà con nào mà có xem clip trễ 1-2 ngày đó, thì cứ điện thoại lại hoặc là liên hệ Zalo để em chụp ảnh gửi thêm cho bà con mình ha. Hàng này em còn khoảng 100 cây nữa nha bà con. Rồi mã số 3 cũng là một cây dáng trực lắc lông nha bà con, với một cây dáng đổ luôn ha, một cây bay ha. Cây trực lắc lông này có chiều cao là 23 từ miệng chậu. Đó. Rồi, củ nở ngay vị trí này là được 13 nha bà con mình. Cây bên đây cũng tương đồng nha bà con. Tán đổ của cây bên đây thì cũng được 30 ha. Rồi, giao lưu với bà con, mã số 3 cũng có giá 600 ngàn, đã bao gồm phí ship. Em xin phép xuống cây. Tiếp theo mã số 4 là một cặp dáng đổ luôn nha bà con. Cây này thì khi đi em sẽ ship cho bà con mình trong sọt nhựa ha, để giữ toàn bộ cái phần cành nhánh cho bà con mình, về cho bà con mình vô dây chơi sớm luôn nha. Rồi tán đổ của cây bên đây là được 30. Cây bên đây cũng là 30 luôn nha bà con. Đó. Thì cái hoành thân của nó dao động cũng là khoảng 11, 12 cho tới 13. Nó cũng không có nhỏ lắm mà cũng không được to lắm nha bà con. Do cành nhánh nhiều quá khó đo cho nên em xin phép em không đo ha. Em báo cho bà con mình là chính xác nha. Dao động từ 11 tới 13. Rồi mã số 4. Giao lưu với bà con cặp đổ này có giá là 700 ngàn ha. Em xin phép đổi cây.
Mã số 5 cũng là mã số cuối cùng của 5 cặp sam trái. Là một cây, cả hai cây đều dáng quái hết nha bà con. Rồi mã số 5. Đây, hoành thân thì 10, còn cái củ nở khoảng 11, 12 nha bà con. Cả hai cây đều như nhau hết ha. Rồi mã số 5 xin giao lưu với bà con mình cũng với giá là 600 ngàn luôn nha. Rồi anh xin phép đổi cây. Tiếp theo trong clip ngày hôm nay sẽ là một số cây me chua bonsai nha bà con. Đó. Me chua bonsai. Tay cành cũng ấm dày hết nha bà con mình. Giao lưu với bà con mình giá dễ chơi nha. Rồi. Chiều cao từ miệng chậu là 24. Hoành thân là được 8. Ngay cái củ quái này là 15 nha bà con, là bằng trái cây Mỹ Tiến ha. Đó. Thì chậu này đường kính là được 17 lọt lòng nha bà con. Rồi mã 66 một cây me chua thành phẩm ha, có giá 350 ngàn, đã bao gồm phí ship. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 7, cũng là một cây me chua luôn, một cây me chua thành phẩm luôn ha. Mấy cây me này đi là em ship luôn cả chậu cho bà con mình luôn ha, đóng thùng xốp nha bà con, ship chậu cho bà con mình luôn ha. Rồi chiều cao là 33, từ miệng chậu lên tới đỉnh đọt nha bà con, thì thân nó bằng ngón tay cái mình nha. Đó, cây này dáng cực kỳ quái dễ thương nha bà con, dáng giống như là lắc lông vậy đó bà con. Rồi mã số 7 giao lưu với bà con mình có giá là 600 ngàn ha, đã bao gồm phí ship và em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 8, cũng là một cây me chua luôn nha bà con. Cây nào me chua thì em báo me chua ha bà con, còn me thái là em báo me thái, bán cái nào là nói rõ ràng cho bà con mình cái đó ha. Đó, cây này dáng rất là dễ thương nha bà con, dáng nghệ thuật ha. Rồi mã số 8 em xin phép đo. Chiều cao là từ miệng chậu lên là 30. Tổng tán ngang là 35. Rồi, ngay cái cục quái này nha bà con là được 22 ha. Hoành thân của nó là 11. Cái chậu này có đường kính là bề chiều ngang là 30 nha bà con. Rồi mã số 8, một cây me chua nha bà con, dáng nghệ thuật ha, thân quái lắc lượng, có giá 600 ngàn, đã bao gồm phí ship. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 9, một cây mini ha bà con, hàng để bàn ha. Cây này thì cái thân nó chỉ bằng cái viết bút lông lớn thôi nha bà con. Đó, me chua nha bà con. Có chiều cao từ miệng chậu lên là 26. Đó. Chậu này có đường kính là 20 nha bà con. Mã số 9 giao lưu với bà con mình có giá là 350 ngàn ha. Giá này đã bao gồm phí ship. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 10. Cũng là một cây me chua mini luôn. Cây này thì cái thân của nó khoảng bằng ngón tay đeo nhẫn của đàn ông mình nha bà con. Đó. Chiều cao thì được từ miệng chậu lên là được 24. Tán ngang là 25. Đó. Mấy cây này em ship luôn cả chậu cho bà con mình luôn ha. Mã số 10 có giá 300 ngàn, đã bao gồm phí ship. Rồi anh xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 11. Đó, cũng là một cây me chua, hàng thành phẩm nha bà con. Tay càng gấp là ấm rồi ha. Cây này nó còn hơi thiếu cái đỉnh đọt chút xíu ha. Về bà con mình là đợi nó ra dài thêm, kéo cái đọt lên nữa là cây nó lên phơm. Rồi cây có chiều cao là 29, tán ngang là 35.
cái thân của nó là được 12 nha bà con. Dạ. Cái củ quái này là được 25. Đường kính chậu là 25. Mã số 11 giao lưu với bà con mình có giá là 700.000 ha. Giá này đã bao gồm phí ship. Ship luôn cả chậu cho bà con mình luôn ha. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 là một cây me Thái nha bà con. Bà con nếu mà có chơi dòng này rồi chỉ cần bà con nhìn cái màu da của nó thôi là biết hàng gì rồi ha bà con. Me Thái nha bà con. Đọt hồng ha. Khi ra đọt non đọt sẽ màu hồng. Đó, hàng này quái là quái lấy từ bộ rễ nha bà con chứ không phải là quấn cái thân để làm quái ha. Hàng này được các nhà vườn làm rất là kỹ thuật nha bà con mới ra được cái bộ rễ này ha. Một cây dáng dáng này cũng là dáng nghệ thuật nha bà con, có hơi hướng của dáng huyền ha, trực huyền ha. Rồi anh xin phép đo chiều cao của cây từ miệng chậu lên tới đỉnh là 54. Cái tán tổng cái tán đổ ngang là 50. Thân ngay vị trí này là được 15 nha bà con. Tổng cụm quái là được 36. Chiều dài đoạn sổ bộ đế là từ cái thân xuống dưới mà tới miệng chậu là 30 nha bà con. Đó. Chậu này có đường kính là 25. Giao lưu với bà con mình cây me Thái. Mã số 12 này có giá là 1.600.000 nha bà con. Giá này đã bao gồm phí ship. Ship luôn cả chậu cho bà con mình. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 13. Cũng là một cây me Thái luôn nha bà con. Dáng nghệ thuật ha bà con. Đó. Cây này bộ đế rất là dễ thương nha. Cây này có cái cành gớt rất là khéo luôn nha bà con. Rồi em xin phép được đo chiều cao từ miệng chậu lên tới đỉnh đọt là 48. Phun cái tán ngang của nó là được 42 nha bà con. Hoành thân ngay vị trí này là được 11 ha. Tổng cái cụm đế quái ngay vị trí này là được 37. Đó. Cây nằm trong chậu có đường kính là 30. Chiều dài của bộ đế sổ xuống là được 22. Cây rất là khéo cây nha bà con. Rồi cây ma Thái mã số 13. Giao lưu với bà con mình cũng có giá là 1.600.000. Đã bao gồm phí ship nha bà con. Em ship cả chậu cho bà con luôn ha. Tiếp theo là mã số 14. Em có về thêm một số hồng ngọc mai hàng thành phẩm nữa ha. Cho bà con mình chơi ha. Hàng này trong Tết cũng bán được mấy chục cây rồi đó bà con. Thì đợt này lấy thêm về để giao lưu cho bà con mình chơi ha. Mã số 14, một cây hồng ngọc mai. Dáng quyền nha bà con. Rất là khéo cây ha. Rồi. Tổng tán xuống là được 40. Bộ đế này có cái hoành là được 28 nha bà con. Chậu này là lọt lòng 20 nha bà con. Chậu lọt lòng 20, mã số 14. Một cây hồng ngọc mai hàng thành phẩm giao lưu với bà con mình có giá là 500.000 ha. 500.000 đã bao gồm phí ship, ship luôn cả chậu. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 15. Cũng là một cây hồng ngọc mai luôn nha bà con. Hồng ngọc mai. Dáng trực nha bà con. Dáng trực tầng thông ha, phơm cổ nha bà con. Phơm này là phơm cổ điển ha. Rồi cây có chiều cao là 30 tính từ miệng chậu nha bà con. Tán ngang là 25. Bộ đế này có hoành là 25 nha bà con. Rồi mã số 15 cũng có giá là 500.000. Giá này đã bao gồm phí ship luôn rồi ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 16. Là một cây dáng quyền nữa nha bà con, hồng ngọc mai ha. Cây này thì phơm tàn nó dày và nó
cũng to rồi đó bà con. Rồi cái tán của nó có cái chiều đổ từ trên đọt xuống là được 26. Bộ đế ngay vị trí này em đo được là 29 nha bà con. Rồi mã số 16 này cũng có giá là 500 ngàn luôn ha. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 17. Đó, cây này nó vẫn còn bông nè bà con. Hồng Ngọc Mai thì trái nó đẹp lắm nha bà con. Nó phản bằng đầu cái viết bút bi vậy đó bà con. Màu đỏ ha. Ăn thì nó có cái hương thoảng thoảng nhẹ giống như trái sơ ghi vậy đó. Nhưng mà nó không có ngọt bằng trái sơ ghi ha. Hồng Ngọc Mai này là họ với cây sơ ghi đó bà con ơi. Rồi cây có cái tán từ trên đỉnh đọt xuống là được 29. Bộ đế ngay vị trí này em đo được là 22 ha. Rồi mã số 17 này cũng có giá là 500 ngàn luôn. Giá này đã bao gồm phí ship. Anh xin phép đổi cây. Tiếp theo ngày hôm nay là tiếp theo clip hôm nay là sẽ là một số phôi trang vàng nha bà con. Trang vàng lá nhỏ ha. Hàng này là em đã dâm lại sau 2 tháng thì cành nhánh nó cũng ra nhiều rồi. Năm nay thì chắc xu hướng sẽ em sẽ làm cái dạng này cho bà con mình. Để cho một số bà con ở miền Bắc á, thời tiết nó hơi lạnh khắc nghiệt khó ươm cây á, thì mình lấy cái loại này về mình chơi nó phù hợp hơn ha bà con. Cây nó sống khỏe rồi. Giờ rễ là nó đã ôm chậu hết rồi. Đầy nó bó bầu hết trơn rồi bà con ơi. Đó, cây này về bà con mình chơi nó chắc ăn ha. Cây thì em cũng đã xử lý để bỏ đất đồ ra sạch sẽ hết rồi. Đó. Rồi mã số 18. Đo đại diện một cây nha bà con. Đó. Rồi, cây này hoành ngay vị trí này là được 17 nha bà con. Đó. Một cặp này trực búp măng ha bà con, phơm lùng ha. Đó, cây bên đây thì được 18 nè. Cao thì chỉ có 13 thôi. Cây bên đây thì chiều cao được 11. Rồi giao lưu với bà con mình cặp trang vàng lá nhỏ này có giá là 350.000 ha. Giá này đã bao gồm phí ship. Cây có đế nha bà con. Đế rất là nhiều ha. Rồi anh xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 19. Cũng là một cặp trang vàng lá nhỏ luôn nha bà con. Mã số 19. Chiều cao là được 15. Cây phía bên đây là được 14 nha bà con. Rồi hoành vị trí này là được 16 nha bà con. Cây này mấy cây là đều có đế hết nha bà con. Rồi. Cây bên đây thì được gần 18 ha. Mã số 19, một cặp trang vàng lá nhỏ giao lưu với bà con mình có giá là 400 ngàn nha bà con. Giá này đã bao gồm phí ship. Tiếp theo là mã số 20, cũng là một cặp trang vàng lá nhỏ luôn. Cặp này cành nhánh nó giống như là cây bay vậy nha bà con. Về bà con vô dây làm cây bay luôn ha. Đó, mã số 20. Chiều cao là 19, cây bên đây là 20. Rồi, cây này hoành là 15 nha bà con. Cây bên đây hoành cũng được 15 luôn bà con ơi. Mã số 20 cũng có giá là 400 ngàn luôn. Rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 21. Một cây dáng thiên nhiên với một cây dáng bay nha bà con. Rồi chiều cao là 15, cây bên đây là 17. Cây này hoành là đo vị trí này là được 14 nha bà con. Trang vàng lá nhỏ ha. Rồi cây bên đây vị trí này là hoành được 15 nha bà con. Cây này còn khai thác xuống nữa mới tới bộ đế nữa ha. Rồi mã số 21 này cũng đồng giá 400 ngàn luôn nha bà con. Giá này bao phí ship cho bà con mình luôn ha.
Rồi cuối cùng trong clip ngày hôm nay cũng là một cặp trang vàng lá nhỏ luôn nha bà con, mã số 22. Đó. Chiều cao em đo được là 19. Cây bên đây cũng là 19 luôn. Hoành vị trí này là 15 nha bà con. Cây này đế rất đẹp ha. Rồi cây bên đây hoành là được 16 nha bà con. Mã số 22. Rồi mã số 22 này cũng giao lưu với bà con đồng giá là 400 ngàn luôn ha. Dạ mã số 22 cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay, là những sản phẩm em gửi tới cho bà con mình nhân dịp đầu năm ha. Thì cuối clip cũng xin chúc cho bà con mình là có một năm mới vạn sự như ý nha bà con. Dạ chúc cho bà con mình chọn được những cái cây ưng ý để cho mình chơi du xuân trong dịp đầu năm mới này ha. Em xin phép và chào tạm biệt bà con, hẹn bà con trong những clip sau nha. Dạ cảm ơn bà con rất là nhiều ạ.